Ở thời điểm hiện tại, tân binh Nottingham đang cách nhóm xuống hạng tới 6 điểm và dường như đã thoát khỏi vùng nguy hiểm. Sự mạnh tay trong chi tiêu đã giúp đội bóng của huấn luyện viên Steve Cooper thi đấu khá tốt trong những thời điểm quan trọng với một đội hình đầy đủ về chiều sâu. Tuy nhiên ở giai đoạn tới đây sẽ là thử thách khó khăn cho Nottingham khi họ sẽ phải gặp một loạt những đội bóng sừng sỏ nhất tại giải Ngoại hạng Anh, mà trận đấu đầu tiên trong giai đoạn này sẽ là cuộc tiếp đón Man City trên sân nhà City Ground. Việc phải đối đầu với đội bóng đầu bảng sẽ là thách thức khó khăn, và ngay cả trên sân nhà thì việc có điểm ở trận đấu này sẽ là một thử thách không hề dễ dàng đối với thầy trò Cooper. Bên kia sân, Man City đã chứng tỏ sức mạnh và quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch bằng chiến thắng thuyết phục trước Arsenal tại trận đá bù vòng 12. Chiến thắng này giúp The Citizen chiếm lấy ngôi đầu bảng từ tay pháo thủ khi có cùng 51 điểm nhưng đang đá nhiều hơn một trận. Nhà đương kim vô địch vẫn cho thấy được sự quyết tâm và bản lĩnh dù họ đang đứng trước vô vàn áp lực bủa vây và tương lai bất định bởi án phạt tài chính vẫn đang hiện diện. Song, trên đà tâm lý hưng phấn sau chiến thắng quan trọng này, rất có thể Man xanh sẽ còn có thể nới rộng khoảng cách hơn nữa, đặc biệt là khi họ chỉ phải gặp đối thủ khá nhẹ ký là Nottingham ở vòng đấu tới đây. Đội chủ nhà có tới 7 cái tên đang gặp chấn thương ở vòng đấu này, trong đó phải kể tới tiền đạo Awoniyi, thủ thành Henderson. Đứng trong khung gỗ của Nottingham trong trận đấu này, nhiều khả năng sẽ là cựu sao Real Madrid và cũng là bản hợp đồng mới của Nottingham là Keylor Navas. Trong khi đó, Man City đang có lực lượng tốt nhất. Giữa tuần sau, họ sẽ có trận lượt đi với Leipzig ở vòng 1/8 cúp C1. Có khả năng huấn luyện viên Pep sẽ cất đi một vài nhân tố quan trọng để dưỡng sức. 5 trận gặp nhau gần nhất thì Nottingham có một lần đánh bại Man City tại đấu trường FA Cup, nhưng đã cách đây gần 15 năm. Ở trận lượt đi trên sân nhà, Man City thắng đối thủ tới 6 bàn không gỡ. Phong độ của Man City xét theo 5 trận gần nhất cũng đang tốt hơn khi chỉ thua 1 trận giữa 4 trận toàn thắng. Trong khi đó thì Nottingham mới thắng 1 trận duy nhất, xen giữa 3 trận thua và 1 trận hòa. Với một đội hình đẳng cấp vượt trội, Man City chắc chắn sẽ chơi tấn công ngay từ đầu. Ngược lại thì Nottingham sẽ phòng ngự chặt chẽ và trông chờ vào các đợt phản công. Nhưng dù vậy thì có thể dự đoán rằng các bàn thắng sẽ chủ yếu đến từ đội chủ nhà, và kèo chấp 1.5 không phải là quá cao so với Man City ở cuộc soi tài này. Với một thế trận áp đảo thì có khả năng Man City sẽ có được nhiều bàn thắng trong trận đấu này. Các trận đấu gần đây của đội chủ nhà cũng có ít bàn thắng được ghi. Ngoài ra, trận đấu gần nhất của hai đội cũng có tới 6 bàn thắng. Đó là cơ sở để tin rằng trận đấu này nhiều khả năng cũng sẽ nổ tài. Dự đoán kết quả, Man City thắng Nottingham với tỷ số 3-0.